không? Ok rồi. Đây nè, nó sẽ nằm đây nè. Ok. Bật lên, nó sẽ bấm vào đây. Okay. Nó sẽ hiện lên đây. À, vậy là bấm chỉ cần bấm chữ rồi bấm cái hình này thôi phải không? Đúng rồi. Ok. Hello, Minh Chan. Ui, cuốn của... Cuốn của ai? Cuốn của T. Only Chan. Heo. Cuốn của T. Only Chan. Hello tất cả mọi người nha. Hello anh game 100. À, nem cuộn bắp. À, cảm ơn bé Huy tặng chị. Hello anh Rian. Cảm ơn bé Huy. Hai. Em đâu rồi? Em nằm ở đâu rồi? À, thấy em rồi. Hello Nhật Xoái Ca. Ok ok. Anh sẽ ăn cái gì đâu.
dìu anh đi cách xa em sẽ tìm tới anh, tìm tới anh. Thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn, trái đất xoay tròn. Nếu anh cứ yên tâm, đôi ta sẽ không lật nhau. Ngay lúc này thì ta đã xa rồi, mỗi đứa một nơi rồi. Nhưng anh yêu lời hứa của em chẳng chấp lưỡi đầu môi đâu. Vợ anh nha, trong túi anh nha. Ok con đê, làm sao cho nó hết bị cái kia giờ trời. Camera gì đâu mà ghê quá. Cảm ơn bé Huy. Đợi em tí xíu. Không thể nào khác hơn được nữa. Em bó tay à? Không thể nào. Cảm ơn em nó sao á. À, rap được không cho xin bài này hôm qua ngày. Hôm qua ngày hôm nay đi. Đi Mỹ lai à, trong túi áo anh. Thôi rồi. Camera nó sao đâu. Chả hiểu nổi. Hello anh Mr. White trong email. Anh Tâm hả? Anh tên Tâm hả? Không. Em bó tay rồi. Đúng rồi, camera nó sao anh? Hôm rồi cũng được lắm mà, không biết chỉnh sao giờ nó nhìn nó ghê quá. Anh Thanh ở ngoài đó đó. Nó sáng quá. Em đang coi. Không biết như thế nào. Thôi em bó tay em chỉnh hồi nó bị hư không chổi em. Em có dùng Face không? Có anh, nick Facebook của em là Trần Khả Vân nha. Đây là chương trình trả lời câu hỏi nha.
giờ ngày nay vẫn bước chung con đường. Nếu như quên được thời gian hồi về quá khứ, anh vẫn trong con đường anh đang đường chung em. Chung mãi nha, sợ không phải đâu đành nghĩ nha. Mình chung mãi nha, sợ cho cứ từng người mãi la. Chỉ cần giấc mơ thức dậy, giấc mơ giống chưa đầy. Anh thầm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Cho câu hỏi nha. Cảm ơn bé Huy à. Nguyễn Quang chịu ok. Gần tới 68 rồi Huy ơi. Ngày buồn rơi rơi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới. Sao anh không một lời rằng trước với tôi người ơi.
bao. Đường về thì dài mà lòng thì chia đôi ai, không ai có lành lại, đành cứ thế đi mệt ngồi. Vì thương và em đã biết mình.
bé Huy rồi. Cảm ơn bé Huy nhiều. Okay. Ghi lại đúng không? Ờ đúng rồi. 17 giờ rôm 69, 15 giờ rôm 88. Nóng quá. Tí xíu về ghi lịch show sau. Cảm ơn em ơi. Thank you.
gì? Ba nha. Ok, bye bye bé Huy. Đúng rồi đó, chậm đó em. Cảm ơn bé Huy. Ồ, hello thống xoái. Xoái thống, xoái chán. Bữa nay để avatar gì nhìn ghê dữ vậy. Thấy cái gì vậy, thống xoái. Wow. Wow, hello anh Tú Nghèo. Ôi anh Tú Nghèo, sâu chầm luôn. Chầm ghê thật trời, ghế một luôn trời, ghê quá. Thấm bóng kính, hello em. Hello anh. Cảm ơn bé Huy. Con nào? Ai nhớ khuôn mặt chỉ một xích căng đan khóc. Tình dơ dàng lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào một ngày mới. Chào ba vật đào nhốn nhau nhốn nhã. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông trót vào trong chi về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ đây. Đúng rồi, lên mùi kẹo đi Huy ơi. Anh nhắc xíu không?
안녕하세요. 就要
show tao khen mày được không? Anh Thanh mới đổi cái mic bên đây xịn luôn. Nó thêm ra, nó khó chịu. Thank you.
10 giây trên đôi đầu nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như làm mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình đã vội vàng để lòng nát. Lên rơi trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ ngỡ anh vô bờ. Tình cũng đã khiến em mong chờ, gặp vô vàn anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ, thì thôi xem những chứng minh chưa bắt đầu, để cho lòng này vẹn với nỗi. Chị cũng buồn nữa.
cho Rum nắm lên ở Rum này, không phải Rum nhảy nãy mới nhảy mệt quá. À, ngày mai sao hai xô nữa trời. Để ngồi vậy coi lại mệt quá. Tuần sau hết tuần sau chắc xin ớt quá. Mười bảy giờ Rum sáu chín, mười lăm giờ Rum tám nhảy một tiếng hát xong rồi tới nhảy rồi mai. Ngày mai hát xong rồi tới nhảy nữa. Phút nữa hết giờ rồi. Chuối không hạt, anh hai trầm hai chị Miu, hai anh trầm hai chị. Hello em. Mười hôm sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn, rồi làm như anh lắng lờ, anh quan tâm. Hồi bài này buồn quá, hay bài nào sung sung tí. Ngủ quá à. The Blues. Tết là vui nhất. Đến đây đêm mai nhìn
Còn 4 phút nữa hết giờ rồi. Hẹn mọi người vào ngày mai 15 giờ room 88 và 17 giờ room 69 nha. Hello mấy Dung, đâu vậy cưng? Dung vô, Dung vô. Cứu mèo đâu, quả đâu. Kêu lên nào cưng ơi, vô. Hey. Ho ho, Christmas is coming. Let us sing this song together. Yo, hãy lại đây và hãy cùng nhau mình đón chờ. Cùng đón Noel, nhớ năm cũ mọi người đã cùng nhau những kỷ niệm chúng ta đã bên nhau. Giờ mọi người lại cùng nguyên cầu một năm mới tới cùng ánh nắng mới. Đến cùng người cười hãy cùng tôi hát vang bài ca LGB. Merry Christmas. Giáng sinh lại về. Room 88 lúc 15 giờ và 17 giờ room 69 với bye.